Chào mừng quý vị đã đến với kênh Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay thì tôi xin lãm bàn về cuộc sống điền viên. Cuộc sống điền viên là gì? Cuộc sống điền viên nếu định nghĩa một cách bình thường là ruộng vườn. Điền viên là ruộng vườn. Cuộc sống điền viên là cuộc sống với ruộng vườn, hay có nghĩa là cuộc sống ở thôn quê với mảnh đất, miếng vườn, đồng ruộng. Tại sao mà chúng ta ít nhất một lần trong đời cũng nói rằng ước gì khi tôi già tôi có được một mảnh đất, một căn nhà nhỏ, phía trước trồng hoa, phía sau trồng rau và thả vài con gà. Cuộc sống đó rất là giản dị. Tại sao chúng ta phải ao ước? Tại sao chúng ta phải đợi đến về già? Thì bây giờ Thủy xin được tiếp chuyện với quý vị hôm nay. Quý vị thấy là Thủy đang đi ở ngoài đường, ngay từ trước nhà, ngay từ trước cổng nhà của mình. Cổng nhà của Thủy có mấy cây dương liễu rất là xinh đẹp. Những cái dương liễu này nó rất là to. Nếu mà quý vị ở trong thành phố, quý vị sẽ không bao giờ trồng nó được đâu, tại vì không được phép. Nhà cửa san sát thì quý vị không thể nào trồng một cái cây to để mà che đậy cả hàng xóm được. Và cái con đường làng mà Thủy đang đi, con đường dẫn đến trước nhà Thủy rất là yên bình. Quý vị sẽ không thấy một cái bóng dáng một chiếc xe nào cả, và không bao giờ nghe tiếng còi hụ của cảnh sát hay là của xe cứu thương, tại vì Thủy ở ngoài quê. Trên đường đi, Thủy có mấy con gà đi theo, rồi còn có mấy con mèo, rồi có chim bay. Bây giờ là mùa lạnh rồi, cho nên mấy con ngỗng trời gọi là Canada Geese nó cũng dừng chân trên đường bay về phía nam. Đó là cuộc sống mà Thủy đang sống, có thể gọi là đó là cuộc sống điền viên. Khi mà quý vị có cuộc sống điền viên, một cuộc sống yên bình, thoải mái, thì nó cần một sự hy sinh. Hy sinh như thế nào? Hy sinh là sống xa thành phố, xa những tiện nghi, xa tất cả những quán hàng ăn chơi. Và hơn nữa là có sự đồng tình của người phối ngẫu của mình, thì có được những cái sự mà cần thiết đó, quý vị có thể bắt đầu cuộc sống điền viên ngay cả sau khi quý vị mới kết hôn, không cần phải chờ đến về già. Thủy không nói đến những cuộc sống ở Á Châu, Thủy chỉ nói đến cuộc sống ở Canada, tại vì Thủy đang ở Canada. Ở Canada thì cho dù quý vị ở đâu, nơi khỉ ho cò gái nào, vẫn có xe của trường đưa đón các trẻ con. Cho nên việc trẻ con đi học không phải là một trở ngại để mà quý vị phải ở trong thành phố. Một điều mà rất là quan trọng nữa là ở ngoài ô, nhà cửa rẻ hơn, đất rộng hơn và thoải mái hơn. Nếu quý vị ao ước có cuộc sống điền viên về già, thì tại sao quý vị không bắt đầu ngay còn lúc trẻ? Đừng để cho cuộc sống lôi cuốn làm cho quý vị bớt cạn, bớt kiệt sức lực của mình để có những căn nhà bự, những chiếc xe đắt tiền lộng lẫy. Những thứ đó theo Thủy thì là xa xỉ phẩm. Quý vị cần một căn nhà ấm cúng, có những người biết thương yêu lo lắng cho nhau, và quý vị cũng có một phương tiện di chuyển, một chiếc xe không cần phải lộng lẫy, không cần phải đắt tiền, nhưng là một chiếc xe đưa quý vị đến nơi, về đến chốn. Thì như vậy, cuộc sống điền viên không phải là một điều to tát để mà mọi người ao ước khi về già. Cuộc sống điền viên quý vị có thể thực hiện bất cứ lúc nào.
Nơi Thủy ở thì cách thành phố khoảng 1 giờ lái xe, và vợ chồng Thủy đi làm trong thành phố. 1 giờ đồng hồ lái xe đi, 1 giờ đồng hồ lái xe về. Khi tan sở, 1 giờ đồng hồ để về đến nhà, đủ thời gian để quý vị bỏ hết những bực bội, khó khăn trong ngày ở trên đường. Quý vị về đến nhà với một tâm hồn bình yên và thoải mái. Đó là lợi ích của cuộc sống điền viên. Cuộc sống điền viên không những cho quý vị một cuộc sống thoải mái, mà còn cho quý vị một sức mạnh là tự lực cánh sinh. Trong 2 năm bệnh dịch giãn cách, gia đình Thủy tự lực cánh sinh. Thủy có gà, có vịt, có trứng tươi và có rau cải, rau sạch. Và những rau cải trồng trong mùa hè đó còn dư nhiều lắm để đông lạnh xài suốt mùa đông và chờ đến mùa xuân năm sau trồng tiếp. Cho nên giãn cách, bệnh dịch không có ảnh hưởng nhiều đến gia đình của Thủy. Và gia đình Thủy sống cuộc sống điền viên lâu lắm rồi, có thể nói là từ lúc còn trẻ. Thì cuộc sống điền viên đâu có phải là một vấn đề khó khăn, phải không quý vị? Chỉ tùy theo từng người, theo từng trường hợp mà chúng ta cố gắng thực hiện mà thôi. Thực hiện được hay không là tự ở trong lòng của chúng ta, muốn hay không. Đó không phải là một điều mơ ước. Nó dễ dàng hơn là mua một cái căn nhà lầu đắt tiền hay một chiếc xe lộng lẫy. Chỉ khi nào quý vị cần một căn nhà là một tổ ấm, quý vị cần một chiếc xe là phương tiện di chuyển, chứ không phải để xe xua hay là đua đòi. Thì cuộc sống điền viên là như thế nào? Là một cuộc sống bình yên. Sáng ra vườn nghe chim hót, nhìn hoa cỏ, rau cải tươi tốt, chứ không phải là nhìn những cái chiếc xe lộng lẫy đậu sát nhau hay là những tòa lâu đài diễm lệ. Nếu quý vị dùng tất cả sức lực của mình để kiếm tiền, để có những lâu đài, để có những cái chiếc xe tráng lệ, thì khi về già, cuộc sống điền viên là cái mơ ước có thể không bao giờ có được. Tại vì lúc đó quý vị đã bệnh, phải nằm nhà thương, ở nhà dưỡng lão rồi. Thì tại sao chúng ta không thực hiện cái cuộc sống điền viên đó sớm hơn? Sống giản dị hơn. Sống giản dị không có nghĩa là thiếu thốn. Sống giản dị có nghĩa là không để những vật chất nó ám ảnh chúng ta. Chúng ta cũng có căn nhà, chúng ta cũng có chiếc xe đi, chúng ta cũng có cơm ăn, cũng có áo mặc. Thì tại sao chúng ta hy sinh sức khỏe của mình để mà mua sắm những thứ xa xỉ phẩm? Thủy cảm ơn quý vị đã nghe Thủy nói chuyện hôm nay. Hy vọng quý vị thích video của Thủy, thì quý vị ủng hộ để Thủy có năng lực làm tiếp những video khác. Cảm ơn quý vị và xin hẹn với quý vị lần sau. Bye bye.